็ไปซื้อติ่งมาคุกเดือดดังขึ้นมาครับซีไข่
sông nhì bay năm sắc dưới Việt Nam đi tu đi chung đình khâm sai vâng đây đây trên thiên đình đức ông nghi ngài đã giáng sinh họ trần cho đối chiếu trường sinh
đôi chú chạm sinh nông phi, đôi chú chạm sinh lại thêm bốn chữ Khang Ninh Thọ Trường Vi cho giúp mạnh đôi đường. Vàng sớ dâng lên kim ngân, vàng sớ dâng lên thánh ông tâu đôi chiếc biên rõ ràng phê cho những vị trường sinh. Đường phi cho giúp tất đôi đường cửa nhà khang thái thương thường để ta phi cho lộc nở như hoa. Con tấu lại đức đại vương đệ tử con chim tấu trạng.
Tuân là tuân phụng Như Lai thần đệ tử, tuân phụng Thích Ca Như Lai Di Giáo đệ tử, thần thành hoàng thành cùng thề tu cấu thủ bốn thủ bách khai đại vì trần tường nhân bày thương ngôn đâm ma khai bánh phục vị đâm ma khai bánh làm nhà tạm thần làm ăn dân tế thế đi công ty xa trừ tài chi theo bạch trang hiển tịch thanh nga dân nước thanh dân nước đẹp nam quốc hà đội đời vô trường lý vẹn từ vương nghe sát chúc ta đồng mà thôn độ ya hai y ya vu an nga đang vọng từ âm nga phụng và thánh nhân cung đường nga tiền tiên lễ khai xuân cùng bạch lâm ma đàn cung linh thanh mẫu cùng nga tiên kim ngân hải sảo cung nga nga sơn nga tam tỉnh nga phúc cân y nhất ta tâm ma phục nga hành ngoan nga vãn linh tiếp lộc tài giải hạn cầu an tống ngay trừ khai tỉnh phúc nhân sinh đâu nga đình hưng vượng bản điện lập tài thăng thái nhân sinh thọ phủ kim ma thân chủ nhân thân đồng chủ nguyễn ly a thủy ti thị liên hành canh từ hoa đập tà ma quê đệ a tử thanh a đập hà lê hà thị a thế hoa quê a sĩ viên a thân hành canh từ hoa đập thất ta quê hiệp ba đồng đắc ta tín thủ con nhang đệ tử thanh đồng việt nam tín ngưỡng thượng hạ đẳng tức nhân vẫn là canh thành hai kinh vụ đoán phẩm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh nga tư a hạ phẩm thanh nga lại thanh nga môn thi sinh thành tú phẩm ư a tư nhiên bảo hiệu toàn bằng thanh nga lực ư a nga nga tổ phi tố đạo bằng nhất ta liệt nhi a nga nga a hạ ta đắc cây a nga linh trò thiền kim người cát nhật tu thiết thức và thần thần nhân và thiền cung công đăng quỷ cơ văn kiện thân lượng châu cũng khá vi chân na siêu hiển thánh nhân võ hưng đạo đại vương ngọc bế hạ trần triều hải thánh vương na vũ vương na mẫu hoa vương na thi nhị a vi đường đông thánh na tần trần triều vương tử vương nữ vương tế vương tôn na vong đại vương thánh na tiền ta hiệu hoa công na đồng được na văn văn võ hủ thân tướng vị tiền cũng na hoa vọng đại vương na động nghi a trung na giao phục na nguyện dương na dương tại tụng chặt chặt quyết ta linh bá chính kỳ a nhân trừ tà tỳ a kỳ mà thần chủ nhang thanh a đồng là ta đồng cát ta tín thủ con nhang đệ tử phúc lai cai đống tư thở vô hạn ách chi sâm cát đập cung tiêu bát tiếp thị trình tường chi cai ta như xuân chi lập tựa vân na nhất nhất sở cầu tất sai quán hoại đẳng thần đã tình vô nhân không tiếp tình nhân chi khi cần sau thiên vận kỳ hợi liên xuân thiên chính nguyên thượng vận sơ pháp nhật thân đệ tấu đức đại vương chứng là hòa minh phê sai chiên nhàng đa bút phê sai cảm phiền chữ tướng đáo đai bộ trừ ông về được tay son chữ đơn văn bỏ chinh chữ bỏ quan phê phê cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ chùa phê cho sức mạnh đôi đường để làm thiên tàu sớ văn để làm thiên tàu dâng lên cho tới ngôi cao kỷ trùng tấu về kiếp bạc ninh tình เชื่อว่าเราเธอเราไม่ใช่ทุกคนชูชูเท่าไหร่เธอเป็นเอสซึ่งก็จะไม่ซึ่งไม่รู้สามีตัวผมมาใส่รู้สึกว่าชีวิตไอพีสามันต้องคุ้มป่าไปแล้วซึ่งผู้เลยอ่ะเชื่อว่าเราเธอใส่เป็นอะไรไอพีสซึ่งก็จะไม่คุ้มป่าไป
kia là nó tuổi rất là ít tuổi nhỉ, ai rất là khẩn cho bà ăn nước của phật tử sinh phá chia chia làm thế này, thơm mắm thức khẩn bài sư phụ đi xây lúc mà thức khẩn áo bá của phật tử ba đi xây xuân thiên cát nhật thế đầu xuân thiên thủ huệ tức ông ta ha, thường là chùa trà sáng đền sáng ngủ sáng ngủ là nhà sáng cái đồng họ nguyễn ha và bàn khen bà thưởng chứng tâm chứng nghĩa họ nguyễn họ lê ngày này ha nhất tâm cửa phật thần tâm cửa thánh mà thường là chùa trà mỗi mấy ha ăn tại nghiệp thờ tại gia ha phục sự trà con anh em ta tại nhà một ngày phong quang tố hảo đẹp đẽ ha các ban được từ nay trở đi trước và sau yên căn yên số yên trường đình cho mát ra hàng đông cho cao tay bói sợi cái đồng đông gần ngàn bát ngàn lời không sợi bảy lời không sai ha quyền được ông ta phép ông ta ha sau ban họ nguyễn họ lê ha ban thợ nguyễn ghế ta ha nhất tâm cửa phật thật tâm cửa thánh sớm chiều chiều mộ hạ đêm ngày canh ngày tám tiếng kêu tàn cả những cái thần tàn vũ phủ cửa cha con anh em ta ha được phong quang tố hạ đẹp đẽ tối ưu hoan nghênh ha các bạn cao tay phủ cao tay quyết ha để cứu người khổ thuộc người mê cứu người có đức vớt người có tâm cứu đầu thức ông ta cho được đó ha. Sau về chứng tâm chứng lễ ban khen ban thưởng cho pháp sư hà tờ đơn cánh sớ tờ vườn cánh trạng hà dâng biểu tố cha con chùa về á ban khen ban thưởng cho văn đại tiếng hát ha tay quỳnh tay quế ha các nín các ghế của ta ha ban khen ban thưởng cho đồng anh chị chư vị các quan các đồng đền đồng viện ban khen ban thưởng cho dân thôn bản hạng nạn trên xóm dưới trong xóm ngoài làng nhé. Nhất tâm cửa phật thực tâm cửa thánh ngày hôm nay mưa trở lại nắng trở từ đường xa bản ái về chợ duyên tiếp tục đàn tràng cùng tiệc xuân mới ha họ Nguyễn họ Lê ngày hôm nay ha là ban khen ha độ cho già được sức khỏe trẻ được bình an ha sau đó độ cho vũ thuật phong điều ha quốc thái dân an ha dung loa đồng 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 đồng
đức Nhị Tôn Thân. Thông minh quân Nhị hạ lệnh Nhị Lương Thần nhất được ngư thủy long vân vân đi thao phùng thảm sông.
thi tây chúc nghỉ.